Doanh nhân Kim Loan, mẹ đỡ đầu cho Hồng Loan giàu có ra sao? Mến chào quý khán giả theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Mừng cây rồi lại mừng cành, cây tốt lắm trời, người đất lắm con. Ba vuông sánh với bảy tròn, đời cha vinh hiển, đời con sang giàu. Nhờ phước đức của người cha tuyệt vời, nên dù cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã về với cõi vĩnh hằng, thì người con gái duy nhất của ông vẫn được bảo vệ, sống trong vòng tay yêu thương của những người hiểu đạo nghĩa. Mới đây, trong chuyến từ thiện tại Sóc Trăng hồi hướng công đức cho cha, Hồng Loan lại nhận thêm tin vui khi cô được đại gia Kim Loan nhận là mẹ đỡ đầu. Gốc gác của vị đại gia này không phải dạng vừa đâu, đến nỗi chia ba bệnh tình phải ganh tị, thì chắc chắn ở phía bên kia Hồng Phượng đang tức thổ huyết. Thưa quý vị, đến giờ này Hồng Phượng chưa nhận ra được cái ngu lớn nhất của kiếp người này là càng chửi Hồng Loan thì Loan lại càng được yêu thương hơn. Hồng Phượng thân cũng là cháu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà lại đi cách giao với những đứa đầu đường xó chợ ăn nói thô lỗ mất dạy. Càng đi thì lại càng sai, vậy mà đến giờ này cô ta vẫn còn nghênh mặt vỗ mũi vỗ ngực xưng là cháu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dẫu bi kịch của Hồng Loan có phần trách nhiệm của người cha quá cố, tuy nhiên lúc sinh thời ông Hoàng Hậu Quảng đã tích được không ít phước đức bởi tấm lòng lương thiện và trọng tình cảm, hiếu thảo với cha mẹ, sống có nghĩa với anh em, có tình với đồng nghiệp bạn bè và có trái tim nóng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở bên cạnh. Người hiểu được tính cách và tấm lòng của cậu Nam Vũ Linh thì sẽ trân trọng biết ơn, còn lũ ác nhân thất đức không hiểu lại lợi dụng tình yêu thương đó để phá tài sản của cậu Nam, ảo tưởng là chỉ có duy nhất gia đình mẹ con nó được cậu Nam yêu thương, chỉ biết nịnh nọt lấy lòng thương của cậu, mưu tính lợi ích cá nhân, thỏa mãn dục vọng cá nhân, sai không biết sai, chỉ toàn đổ lỗi cho người ta. Cái giá của sự tham lam là giờ đây mẹ con nhà họ đã mất trắng, cả họ nhà ve giờ đây vẫn cái lỗ tai lên mà nghe người đời chửi rủa. Trên sóng live stream ngày 5 tháng 9, Sạc Dơ đã khóc mướn cho mẹ con nhà ve. Theo lời của Việt Kiều Pháp, thì Sáu Bào, Bảy Báo và Phượng Ve ra ngoài đường, gặp 10 người thì hết 7-8 người, lườm quýt. Không đi hát nên hết tiền, phải đi vai đầu này, đắp đầu nọ. Nói cho ông Sạc Dơ nghe, cái ngữ mà tham lam, gian ác, gặp 10 người, lườm quýt, phun nước miếng hết 10 người mới đúng. Chứ có 7-8 người là ít đó. Bụng làm dạ chịu, chớ trách ai. Mà lời Sạc Dơ cũng khó mà tin, vì hiện tại nó khó khăn về tài chính, thì từ mẹ đến con, từ chồng đến vợ lăn ra ngoài đường mà kiếm tiền nuôi thân, nuôi con. Đằng này họ vẫn rảnh rỗi ở nhà lập nick ảo cạo phím trên mạng xã hội kia mà, vẫn còn phênh váo thách thức lắm, giống như cái kiểu, để rồi xem, tài sản sẽ thuộc về con của tao thôi. Lúc hại người ta, lúc thưa vợ chồng Hồng Loan, 7-8 lá đơn, có nghĩ đến cảnh 5 đứa con của Hồng Loan bờ vờ, khổ sở hay không? Tới quả báo ngược, mình hại người, thành ra hại mình, lên than thở không tiền, cầm cự mấy tháng nay đồ. Không tiền ăn, mà có tiền đi lập vi bằng, có tiền thuê luật sư, có tiền đi thưa. Hại người thì hay lắm, mới gánh hậu quả là đóng vai đáng thương. Đó là với hoàn cảnh đáng thương ở trong dấu ngoặc kép của mẹ con nhỏ ve, thì hiện tại Hồng Loan đang sống trong biển yêu thương và bầu trời hạnh phúc đến từ người thân và những người không cùng huyết thống, nhưng có tinh thần hiệp nghĩa. Hết hộ pháp Diệu Ni, hộ pháp Phương Lê, giờ đây Hồng Loan lại có sự đỡ đầu cực kỳ chắc chắn, vững chãi, đến từ người mẹ đỡ đầu là doanh nhân đại gia Kim Loan. Cụ thể, trong chuyến làm từ thiện vừa qua tại Sóc Trăng, doanh nhân Kim Loan đã đứng trước hàng ngàn khán giả, có mặt trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi anh live qua nhiều nền tảng mạng xã hội, đã xúc động chia sẻ về cơ duyên gặp ba của Hồng Loan và ngỏ lời là mẹ đỡ đầu sẵn sàng hỗ trợ Hồng Loan bất cứ khi nào. Thưa quý vị, Hồng Loan khi đứng trước truyền thông hay là lên tòa án đối diện với mẹ con Hồng Phượng, cô không hề rơi một giọt nước mắt, thể hiện sự cứng cỏi để bảo vệ tài sản cha đã đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được. Tuy nhiên, mỗi khi ai đó nhắc đến ba Vũ Linh, Hồng Loan lại không kìm được lòng, trái tim mong manh yếu đuối của cô gái bé nhỏ lại rung lên, bật ra thành tiếng nấc, thành những giọt nước mắt. Hồng Loan chỉ là một bà mẹ năm con buôn bán nhỏ lẻ để kiếm sống, nào phải diễn viên để muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Đôi mắt buồn và những giọt lệ khi nhắc về người cha quá cố là từ tận trái tim của cô, cảm xúc chạm đến cảm xúc, bởi vậy khán giả cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát quá lớn của Hồng Loan.